Tôi hỏi là bao nhiêu trong số các anh chị ngồi đây muốn khởi nghiệp hoặc là muốn kinh doanh thêm một sản phẩm mới không? Cho tôi coi cái tay rồi. Rồi rất đông các chị ha, 90%. Các chị biết là cái chết của hầu hết những người khởi nghiệp đó, nó có một con số vô cùng đau đớn. Cái con số này nó vô cùng đau đớn là 80% những người khởi nghiệp, ok, họ đều đai chết các chị trong 5 năm đầu tiên khởi nghiệp. Tiền chết trong 5 năm, trong 5 năm đầu tiên. Và 80% những doanh nghiệp còn sống, ok, lại chết tiếp tục trong 5 năm tiếp theo. Và sau 10 năm 100 doanh nghiệp còn sống được vốn. Đó là con số vô cùng đau lòng. Đó là con số vô cùng đau đớn. Và đó là lý do tại sao mà đôi lúc người ta không hiểu. Nhưng khi anh em chúng tôi đó chị nhìn thấy một cái hiện tượng như vậy và anh em chúng tôi tìm được cái lý do thì nó có những cái lý do vô cùng vô cùng. Đây là những điều vô cùng giá trị khi các anh chị muốn khởi nghiệp. Các anh chị muốn khởi nghiệp đầu tiên á, mình nói về cái sự chuẩn bị của các anh chị thế này, là các anh chị phải biết rất rõ là tại sao các anh chị khởi nghiệp, mục tiêu của các anh chị là gì. Cái big why đó các anh chị nhớ mà, cái big why đó của các anh chị nó phải lớn. Khởi nghiệp á, cái lý do các anh chị khởi nghiệp là gì, nó phải lớn. Đừng có nói rằng là tại vì em thấy con nhỏ bạn em nó khởi nghiệp á, nó làm cho việc kinh doanh liên á, nó làm kinh doanh liên á, nó muốn làm lúc nào làm, nó muốn nghỉ lúc nào nghỉ, nó sướng quá. Tại em thấy mày thôi đi làm mãi mãi đi ra em khởi nghiệp luôn. Là các anh chị thuộc 180% này chết. Là con nhỏ bạn của chị cũng chuẩn bị chết. Hoặc là ra chết rồi. Tại vì khởi nghiệp không phải làm gì lắm, đi làm không không đó chị. Và các em phải chuẩn bị sẵn sàng là khởi nghiệp không sướng đâu. Sướng sau 5 năm thì có thể sướng. Là sau 5 năm đó, ok, khởi nghiệp cho chúng ta rất nhiều cái cơ hội để làm giàu. Nhưng các anh chị là thành công nó sẽ không bao giờ phụ những ai hết lòng với nó. Thì các chị phải hiểu chữ hết lòng ở đây là các chị phải dấn thân vào con đường đó. Nghe, mục tiêu các chị phải lớn. Chúng ta làm vì cái gì vậy? Nếu các chị muốn về hưu sớm thì khởi nghiệp đó là một lựa chọn. Nếu các chị muốn tự do tài chính thì khởi nghiệp đó là một lựa chọn. Nếu các chị muốn có một cuộc sống giàu có bình an, đạt được mục tiêu tài chính lớn của chị thì khởi nghiệp nó là một lựa chọn gần như duy nhất để làm được đó. Đi làm thuê, ngoại trừ các anh chị giống như tôi có 1% những người làm thuê số 1 Việt Nam thì may ra mình có cuộc sống ổn định. Khởi nghiệp nó không bao giờ ổn định, nhưng nó cho chúng ta cơ hội này. Thay vì ổn định ở mức lương 10 triệu, 20 triệu thì khởi nghiệp có tháng nó 200-300 triệu, có tháng nó 200-300 triệu, nó không ổn định, nó lên xuống, nhưng mà nó cho chúng ta cơ hội rất lớn. Hãy biết rằng ý là mục tiêu đủ lớn thì chúng ta hãy làm. Ok, mục tiêu chúng ta chưa đủ lớn, động lực chúng ta chưa đủ lớn, ok, thì hãy cẩn thận vào chuyện đó. Cái gì ha? Cái biết why. Rồi cái thứ hai là các chị, các chị cần phải có sự chuẩn bị. Chuẩn bị ở đây là gì ạ? Chuẩn bị ở đây là gì? Tôi nói thứ nhất về vấn đề tiền. Chuẩn bị thứ nhất là vấn đề tiền. Nếu các chị chơi cuộc chơi lớn á, đầu tư lớn tiền á, thì các chị hãy biết này. Thường thường bước ra khởi nghiệp á, mà những ai á, những ông doanh nghiệp mà đầu tư vào, tôi nói tiền tỷ thì 1-2 tỷ đi, cũng làm số tiền lớn với doanh nghiệp chúng ta đó. Thì những doanh nghiệp mà 3-5 năm thì số tiền cả vài tỷ đó họ không thành đề. Nhưng mà những người mới khởi nghiệp này, mượn vốn này kia vài trăm triệu đến 1 tỷ mà, đúng rồi. Thì các anh chị phải có một sự chuẩn bị. Cái chuẩn bị cái thứ hai là các anh chị, chúng ta chuẩn bị về mặt cái nền tảng của chúng ta, okay. Nền tảng về mặt kiến thức chúng ta, đặc biệt là những anh chị nào mà đi làm 10 năm, những anh chị đang là giám đốc một công ty nhà nước, giám đốc một công ty trưởng phòng một công ty nước ngoài, okay. Thì các anh chị cũng phải nhớ là
Các anh chị phải buông bỏ cái tôi mình ra. Các anh chị rất giỏi, ở ngay trải nghiệm các anh chị rất nhiều, kiến thức của anh chị là rất tuyệt vời. Nhưng cái đó các anh chị cười cũng rằng nó có thích hợp với thời đại ngày hôm nay không, hay là những cái nền tảng kiến thức đó nó chỉ phù hợp cho doanh nghiệp các chị, nhưng các chị bước ra thì nó là khác. Các anh chị bước ra ngoài đừng bao giờ nghĩ rằng à, tao có mối quan hệ của ông A, B, C, bây giờ tao bước ra tao lập doanh nghiệp và tao sẽ lấy khách hàng của công ty của tao, là các chị càng chết sớm nữa. Giờ như mình tại đây cái cách làm của mình, cái chiến lược của mình có nó thích hợp đây không, các chị đã biết về marketing chưa? Ok, làm thế nào? Câu hỏi đặt ra của anh chị lúc này là khởi nghiệp là khách hàng của tôi anh là ai, anh ở đâu, làm cho tôi lôi anh tới gặp tôi, lôi được anh tới gặp tôi. Ok, đừng có đếm trên đầu ngón tay, ta có quen ông A, ông B, bà C, công ty A, công ty B, công ty 1, 2, 3, ta có 10 người thôi, để tôi đang khởi nghiệp và tôi nghĩ là đó là người khách hàng thì ra đó. Tới cái lúc mà thực tế là té SML. SML là gì biết không ạ? Hả? Nó sắp mặt, sắp mặt lờ, sắp mặt luôn, chứ không phải sắp mặt cái chuyện các anh chị đang nghĩ à, đó là test sắp mặt đó các anh chị. Do đó là làm thế nào chúng ta phải hiểu về marketing để chúng ta lôi khách hàng tới, chúng ta chủ động trong nguồn khách từ các anh chị. Thật ra là nhiều người á mắc kẹt là tôi biết rồi, tôi biết rồi, giống như câu chuyện tôi hồi xưa, tôi biết rồi, tôi biết rồi là thấy chết. Nhưng mà khi các anh chị hỏi cộng với cái kiến thức, cái kinh nghiệm của anh chị có, các chị mới chắc lọc, các chị mới ứng dụng cái nào ứng dụng được cho doanh nghiệp, cái nào ứng dụng được cho mô hình này. Okay. Bước ra thì khả năng chiến thắng của chị vô cùng cao. Okay. Tôi chưa từng chứng kiến một ông doanh nghiệp nào mà thất bại mà thành công mà không chịu đi học. Chúng ta phải chuẩn bị đó, chuẩn bị cái kiến thức. Okay. Chúng ta chuẩn bị cái kiến thức, chúng ta chuẩn bị cái tư duy. Tôi nói các chị là đừng bao giờ chờ đợi sự hoàn hảo, nhưng ít nhất cái nền tảng đừng bao giờ chờ sự hoàn hảo để bắt đầu, hãy bắt đầu để có sự hoàn hảo. Tức là mình bước ra mình làm, rồi anh em mình mới điều chỉnh, rồi mới tạo một con đường. Chứ đâu phải là một cái con đường một cái chân chung. Như vậy thì mình còn phải có kiến thức, có năng lực. Đừng có nghĩ lại vào cái tài năng của mình, hoặc là cái gì đó. Ok, tôi có thể đọc sách, tôi có thể theo dõi những cái băng video này kia của các chuyên gia nói. Câu chuyện trên lớp khác câu chuyện thực tế. Okay. Những điều gì tôi nói cho các chị nghe trong lớp bán hàng sắp tới, những điều gì tôi đang nói 3 ngày nay, tôi nói bằng trải nghiệm cá nhân mình, có thể áp dụng được các chị và có thể không áp dụng được. Nhưng các chị phải làm, các chị mới có cái sự điều chỉnh để nó phù hợp với doanh nghiệp mình, nó phù hợp với con người, phù hợp với sản phẩm, phù hợp với cái giai đoạn của các chị. Nó phải có cái điều đó. Và hãy nhớ là phải, người ta nói tha đổ mồ hôi trên sân trường còn hơn đổ máu trên chiến trường. Và ít nhất là bạn muốn đi ra ngoài kia bạn chiến đấu thì ít nhất bạn phải biết lăn lê bò lên và biết kỹ thuật cầm súng. Okay.